Cộng chiều kính chào quý vị. Thưa quý vị, hợp đồng vay tài sản có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, các giao lưu về thương mại dân sự ngày càng đa dạng sẽ làm phát sinh nhiều hợp đồng vay tài sản. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản là một loại tranh chấp xảy ra nhiều nhất và ngày càng phức tạp. Vậy thế nào là tranh chấp về hợp đồng vay tài sản? Những tranh chấp thường gặp là những tranh chấp nào? Trình tự thủ tục giải quyết ra sao? Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay với chủ đề những tranh chấp về hợp đồng vay tài sản thường gặp, các khách mời sẽ tư vấn đồng thời trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả liên quan đến vấn đề này. Ngọc Diệu xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Nguyễn Đình Tân, Giám đốc Công ty Luật Cộng Hòa, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và luật sư Phạm Quốc Doanh, Trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn hai vị luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau. Những năm gần đây, nhu cầu vay tiền ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh mua sắm tiêu dùng tăng mạnh. Xã hội phát triển, dân trí từng bước được nâng cao. Người dân dần tìm tới nguồn vốn vay từ ngân hàng thay vì vay vốn bên ngoài xã hội như trước. Các tổ chức tín dụng hiện nay có khá nhiều hình thức cho vay vốn, như vay vốn tín chấp tiền mặt, cho vay thấu chi, vay trả góp, vay thế chấp. Tùy theo mục đích sử dụng của cá nhân mà bản thân khách hàng sẽ chọn lựa vay theo cách thức phù hợp nhất. Vay tín chấp là hình thức vay vốn không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn trên uy tín của khách hàng và nguồn thu nhập. Hình thức vay vốn này khá phát triển trong thời gian gần đây, cùng với sự gia nhập của các công ty tài chính, vì phù hợp với cá nhân cho những món vay nhỏ, phục vụ chi tiêu tiêu dùng từ 10 đến 100 triệu đồng. Loại hình vay này thường có mức lãi suất cao hơn các hình thức vay khác với thời gian cho vay tối đa là 60 tháng. Đối tượng cho vay tín chấp hiện nay ngày càng được mở rộng và có thể nói là rộng nhất trong các hình thức cho vay khác. Tuy nhiên, do thủ tục vay vốn của ngân hàng phức tạp, mất nhiều thời gian, trong khi người đi vay lại có nhu cầu gấp về vốn trong thời gian ngắn, vì vậy việc vay vốn ngoài xã hội với hình thức tín chấp hoặc thế chấp, thủ tục vay đơn giản, người vay có thể nhanh chóng lấy được tiền vay để giải quyết công việc. Đối với vay tín chấp thì người cho vay và người vay chỉ thiết lập giấy vay tiền, biên nhận vay tiền hoặc hợp đồng vay tiền, gọi chung là hợp đồng vay tiền. Hai bên ký nhận với nhau số tiền vay, lãi suất và thời hạn trả. Song cũng có trường hợp chỉ ghi nhận số tiền vay, còn lãi suất và thời hạn trả hai bên thỏa thuận ngoài. Đối với hình thức vay có cầm cố giấy tờ nhà đất thì thường không lập thành hợp đồng cụ thể mà ghi ngay vào trong hợp đồng vay. Các bên không làm các thủ tục về thế chấp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn một hình thức nữa là hợp đồng vay tiền do các đương sự ký kết bị biến tướng thành hợp đồng khác, che đậy hợp đồng vay, pháp luật coi là hợp đồng giả tạo. Dù vay với hình thức nào thì lãi suất vay ngoài xã hội thường cao hơn rất nhiều so với lãi suất vay ngân hàng. Bên đi vay thường rơi vào tình trạng cần tiền gấp để thực hiện một nghĩa vụ không thể trì hoãn, nên họ phải chấp nhận việc vay tiền với lãi suất cao với những rủi ro trong việc giao kết. Khi làm ăn thuận lợi, người vay trả lãi đều đặn cho người cho vay. Nhưng khi làm ăn không thuận lợi, việc trả lãi đối với lãi suất mà họ thỏa thuận với người cho vay khiến họ mất khả năng thanh toán, dẫn đến tranh chấp xảy ra là một điều khó tránh khỏi trong các hợp đồng về vay tài sản. Thưa hai vị luật sư, trình tự thủ tục để giải quyết một vụ tranh chấp trong hợp đồng vay tài sản thì được quy định như thế nào? Xin được mời luật sư Tân hãy cho chúng tôi được biết ạ. Vâng, chào bạn. Cái việc mà tranh chấp đối với các cái hợp đồng về vay tài sản thì nó là một cái tranh chấp rất phổ biến. Yeah. Và cái thủ tục mà giải quyết nó thì cũng giống như các cái vụ kiện dân sự khác. Nó gồm có các cái bước như thế này. Bước đầu tiên, khi mà giải quyết cái hợp đồng về tranh chấp về vay tài sản thì đầu tiên trước khi giải quyết chúng ta cần phải quan tâm đến cái thời hiệu của nó đã. Yeah. Bởi vì theo quy định của điều 492 của Bộ luật dân sự 2015 thì cái thời hiệu để mà giải quyết một cái hợp đồng về tranh chấp tài sản nó là 3 năm kể từ cái thời điểm mà cái người yêu cầu biết về cái quyền và lợi ích của mình bị xâm hại, thì chỉ có thời hạn 3 năm để anh khởi kiện. Còn hết 3 năm này mà không khởi kiện thì có thể tòa án sẽ xem xét và sẽ không cái thụ lý cái đơn kiện hoặc là đình chỉ cái vụ việc của bạn. Đầu tiên phải như vậy. Thứ hai là sau khi chúng ta xem xét là vụ việc của chúng ta vẫn trong cái thời hiệu khởi kiện thì chúng ta sẽ làm các bước như thế này. Thứ nhất
là chúng ta sẽ phải làm cái đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện thì được cái quy định về nội dung của cái đơn được quy định theo điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Thì đơn là phải viết với cái nội dung như vậy, hoặc trong trường hợp cần thiết thì các bạn có thể lên trang web của tòa án tối cao để đào các cái mẫu đơn về và chúng ta viết theo cái mẫu đơn này thì mới đảm bảo cái quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi soạn thảo đơn xong, ký đơn thì bước tiếp theo là chúng ta đi nộp đơn cho tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Thì đơn khi chúng ta nộp thì kèm theo là cái, nếu mà cá nhân thì thường là kèm theo cái căn cước công dân, rồi cái bản sao căn cước công dân, rồi hộ khẩu, rồi các cái chứng từ kèm theo, các tài liệu kèm theo, các cái hợp đồng vay mượn kèm theo để chứng minh cái việc kiện của mình. Còn đối với tổ chức thì ngoài những cái tài liệu tôi nói vừa trên thì đối với tổ chức nếu như công ty thì thường phải kèm theo cái bản sao với giấy đăng ký kinh doanh. Và chúng ta sẽ nộp cho tòa án, sau khi tòa án kiểm tra cái đơn kiện và các cái tài liệu kèm theo mà đảm bảo thì tòa án sẽ ra một cái thông báo tạm ứng tiền nộp án phí. Và chúng ta sẽ có cái thời hạn là 7 ngày để nộp cái tiền tạm ứng này. Và chúng ta nộp tiền tạm ứng này tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Sau khi nộp cái tiền tạm ứng án phí thì chúng ta mang cái biên lai tạm ứng án phí quay trở lại nộp cho tòa án. Và lúc này thì tòa án mới chính thức thụ lý cái vụ kiện của chúng ta. Đó. Thì sau khi mà tòa án thụ lý cái vụ kiện thì sẽ phân công cho một thẩm phán để giải quyết. Thì lúc này cái vụ việc mới bắt đầu đưa vào cái quy trình để giải quyết. Quy trình để giải quyết một cái vụ kiện tranh chấp thì nó gồm có, thứ nhất ấy, là sẽ có các cái phiên họp về cái việc giao nộp công khai chứng cứ cho các bên biết về cái việc kiện, biết về chứng cứ đó. Thứ hai là hòa giải cái việc tranh chấp đó. Thì sau khi thực hiện các bước này thì nếu như các bên mà hòa giải thành thì tòa án sẽ ra cái quyết định công nhận hòa giải thành. Hoặc là cũng có thể xảy ra các cái tình huống là tòa án phải buộc phải đình chỉ hoặc tạm đình chỉ cái vụ việc theo quy định của pháp luật. Hết cái bước này chúng ta có thể gọi là cái bước chuẩn bị xét xử. Hết cái bước này, nếu như không xảy ra các cái tình huống như trên thì tòa án sẽ tiến hành những cái bước tiếp theo là đưa cái vụ việc ra xét xử. Đưa cái vụ việc ra xét xử thì tòa án sẽ ban hành cái quyết định đưa vụ việc ra xét xử và ấn định một cái thời hạn xét xử và đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm lần thứ nhất. Sau khi xét xử sơ thẩm, nếu các bên cảm thấy mà chưa hài lòng với bản án thì có quyền kháng cáo lên tòa cấp phúc thẩm để xét xử lại vụ việc. Và đối với cái vụ việc dân sự thì xét xử phúc thẩm là cái cấp mà xét xử và bản án có hiệu lực ngay. Sau đó thì nếu như các bên còn có thể khiếu lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì đó là trình tự rất đặc biệt, ít khi xảy ra. Vâng, tôi chia sẻ như vậy. Dạ. À, bên cạnh những ý kiến vừa rồi của luật sư Nguyễn Đình Tân thì không biết luật sư Doanh có thêm ý kiến gì về trình tự thủ tục để giải quyết một cái tranh chấp trong hợp đồng vay mượn tài sản ạ? Vâng, thì đối với lại một cái trình tự thủ tục giải quyết một cái vụ án về tranh chấp cái hợp đồng vay mượn tài sản như luật sư Tân cũng đã trình bày là cũng khá là đầy đủ theo đúng cái trình tự của bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng tôi cũng có chia sẻ một số các cái vấn đề mà chúng ta thường hay gặp khó khăn trong cái việc khi mà chúng ta yêu cầu tòa án giải quyết những cái tranh chấp về vay mượn tài sản. Thì những cái khó khăn chúng ta thường gặp trên thực tế nó sẽ là như này. Đấy, cái thứ nhất là cái việc mà xác định được cái nơi cư trú của bị đơn là cái việc là tương đối khó khăn. Bởi vì như chúng ta biết là nguyên tắc khi mà chúng ta muốn nộp cái hồ sơ vào cho tòa án để giải quyết ấy, thì cái thẩm quyền của tòa án là cái tòa án tại cái nơi cư trú cuối cùng của bị đơn. Thế nhưng mà đối với lại những cái giao dịch mà vay mượn tài sản ấy thì cái bị đơn là không phải, nhiều khi không phải người ta ở một chỗ, mà khi người ta từ tỉnh này người ta sang tỉnh khác người ta vay tiền, rồi ở nơi này người ta khác vay, thậm chí là khi người ta che giấu những cái địa chỉ người ta. Đấy, thế chính vì như vậy thì nó sẽ gây cho cái người đi kiện là rất là khó khăn trong cái việc là xác định cái nơi cư trú cuối cùng bị đơn để nộp cái hồ sơ vào tòa án được tòa án chấp nhận. Đấy, thế thì liên quan vấn đề này thì khi mà chúng ta thực hiện cái giao dịch như vậy chúng ta phải hết sức lưu ý để chúng ta phải tìm hiểu kỹ lưỡng về cái việc là cái người mà chúng ta cho vay đó thì họ sẽ có cái địa chỉ cư trú rõ ràng hay không. Đấy, để chúng ta
chắc chắn rằng nếu như sau này chúng ta có khởi kiện thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định được cái nơi cư trú của họ để chúng ta khởi kiện. Đấy là vấn đề nhất. Rồi cái lưu ý thứ hai nữa là về vấn đề chứng cứ. Thế thì trong các cái giao dịch mà vay mượn tài sản ấy thì thường là có rất nhiều trường hợp là do chúng ta chủ quan, ví dụ như người thân hoặc là do chúng ta tin tưởng nhau, thì khi chúng ta cho vay mượn chúng ta không lập những cái giấy tờ vay mượn, thành ra là những lúc mà chúng ta đi kiện thì chúng ta sẽ không có chứng cứ. Nhưng mà nguyên tắc là khi chúng ta khởi kiện ra tòa án thì kèm theo cái đơn khởi kiện thì chúng ta phải có các cái bằng chứng để chúng ta chứng minh cho cái yêu cầu khởi kiện chúng ta. Thế thì khi thiếu chứng cứ như vậy thì cái đấy cũng là một cái khó khăn. Thế thì cái này chúng ta cần phải tạo lập ra cái chứng cứ để chúng ta có căn cứ để chúng ta khởi kiện. Thì bằng cái cách ví dụ như là chúng ta có thể tìm cách chúng ta trao đổi với họ để gợi nhớ họ, nhắc nhở về cái khoản nợ đấy, để làm sao ví dụ như chúng ta có thể ghi âm, ghi hình lại để những cái trao đổi đó, để mà nó sẽ có thể được coi là một cái chứng cứ để chúng ta cung cấp cho tòa án. Thế rồi chúng ta tìm những cái nhân chứng, những người mà chứng kiến cho cái việc mà chúng ta có cho vay mượn tiền đó để chúng ta nộp cho tòa án. Đấy thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta hết sức phải lưu ý. Đấy, thế còn vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề mà cái thủ tục cuối cùng trong cái việc giải quyết cái tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, tức là chúng ta đều mong muốn thu hồi lại được cái số tiền của chúng ta đã cho vay. Tuy nhiên là trong rất nhiều trường hợp thì sau khi chúng ta đã thực hiện tất cả các cái thủ tục khởi kiện xong hết rồi, rồi đã có bản án hiệu lực pháp luật của tòa án rồi, nhưng mà cái khâu cuối cùng là cái khâu mà chúng ta phải yêu cầu thi hành án để thu hồi cái số tiền đấy, thì nhiều khi là trên thực tế hiện nay là rất là khó khăn, rất nhiều trường hợp là không thu hồi được do là bị đơn là họ không có cái tài sản để mà thi hành án, thì như vậy nguy cơ là chúng ta sẽ mất cái số tiền đó. Thế thì chính vì như vậy chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta tiến hành cái giao dịch cho một người nào đó vay tiền thì chúng ta phải tìm hiểu xem cái khả năng tài chính của họ, rồi những cái tài sản đảm bảo của họ có khả năng là họ có thể trả nợ cho chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta khởi kiện ra tòa hay không. Đấy, và nếu trường hợp mà cái số tiền lớn và những cái giao dịch lớn thì chúng ta cần phải áp dụng các cái biện pháp bảo đảm, ví dụ như là chúng ta phải yêu cầu họ có cái tài sản để thế chấp đấy, hoặc là bảo lãnh cho cái khoản vay đó, thì như vậy nó mới an toàn. Dạ. Trong quá trình hỗ trợ pháp lý của mình thì không biết theo luật sư Doanh thì luật sư Doanh thường gặp những cái trường hợp tranh chấp trong cái hợp đồng vay mượn tài sản là những cái tranh chấp nào ạ? Vâng, trên thực tế thì đối với lại những cái tranh chấp mà liên quan đến hợp đồng vay mượn tài sản thì chúng tôi thấy là những cái tranh chấp như sau. Thứ nhất là những tranh chấp về cái chủ thể. Đấy, ví dụ như là xác định xem là cái chủ thể đấy cho vay, các bên cho vay có đúng hay không, có đủ các cái năng lực của chủ thể hay không. Đấy, có phải là người ký trên những cái giấy tờ vay mượn đấy hay không, hay có phải là người mà giả mạo cái chữ ký ở trên đó hay không. Đó, đấy là những cái tranh chấp để xác định xem là chủ thể cho vay, bên cho vay có đúng người, đúng việc ở đây không. Đấy là những tranh chấp thứ nhất. Rồi những tranh chấp thứ hai nữa là những cái tranh chấp về xác định các cái chứng cứ cho vay. Đấy, ví dụ rất nhiều trường hợp là không có chứng cứ. Thế rồi là những cái chứng cứ nó không rõ ràng. Thế rồi chứng cứ thậm chí là bị xé nát, đấy, bị hủy một phần. Thế thì những cái tranh chấp đó là phải xác định để xem là những cái chứng cứ nó có đúng là cái chứng cứ để xác định các bên có xác lập một cái giao dịch cho vay mượn hay không. Yeah. Rồi những cái tranh chấp liên quan nữa là liên quan đến cái việc là các bên vi phạm về cái thời hạn trả nợ. Đấy, ví dụ như vay mượn với nhau xác lập là 3 tháng trả, nhưng mà quá 3 tháng thì không trả, tức là vi phạm. Thế rồi những cái tranh chấp mà nó liên quan về lãi suất. Đấy, tức là một là các bên không thỏa thuận với nhau về lãi suất, hoặc là thỏa thuận với nhau một lãi suất nhưng mà nó lại quá cao, vi phạm quy định pháp luật. Thế nên là cũng xảy ra cái tranh chấp về lãi suất. Thế rồi là cái thứ tư nữa là những cái tranh chấp mà liên quan đến việc là xử lý cái tài sản đảm bảo trong cái hợp đồng vay đó. Ví dụ như trong cái hợp đồng vay thì kèm theo cái hợp đồng vay có những cái hợp đồng về bảo lãnh thế chấp một cái tài sản để đảm bảo cho khoản vay đó. Thế thì cũng có khi là tranh chấp đối với lại vấn đề xử lý cái tài sản đảm bảo đó. Thứ năm nữa là những cái tranh chấp về việc là giải quyết những cái giao dịch giả tạo trong cái hợp đồng vay đó. Để ví dụ như là các bên thực hiện với nhau hợp đồng vay nhưng
bên cạnh đó thì lại lập một cái giao dịch giả tạo, ví dụ như cho vay nhưng lại lập một cái hợp đồng là chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo cho khoản vay đó. Thế thì dẫn tới việc là tranh chấp cái giao dịch giả tạo đấy để xác định là cái giao dịch giả tạo nó có hiệu lực hay không nữa. Thì đấy là những cái tranh chấp liên quan. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Thưa luật sư Tân, như luật sư Doanh cũng cho biết là tranh chấp về lãi suất cũng là một trong những cái tranh chấp thường gặp ở trong một cái hợp đồng vay tài sản. Vậy thì không biết pháp luật quy định như thế nào về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản ạ? Vâng, như bạn biết, tất cả những cái hợp đồng vay tài sản thì thông thường là nó gắn đến cái lãi suất. Thế thì chính vì vậy thì trong luật dân sự cũng đã quy định rất rõ về cái việc này. Cái việc mà lãi suất trong hợp đồng trước hết là sẽ do các bên thỏa thuận. Nhưng cái việc thỏa thuận này ấy, phải tuân theo một cái quy định, đó là cái lãi suất thỏa thuận không được vượt quá 20% một năm. Trường hợp mà lãi suất các bên thỏa thuận mà vượt quá cái mức này thì nếu có tranh chấp thì sẽ không được công nhận. Trường hợp mà các bên không thỏa thuận rõ về vấn đề lãi suất ở trong hợp đồng này thì sẽ được tính bằng 50% cái mức lãi suất như trên tôi đã trình bày, tức là bằng 10% một năm. Nếu các bên trong hợp đồng có thỏa thuận với nhau rằng là phải trả lãi nhưng không nói rõ là trả lãi bao nhiêu thì lúc này thì pháp luật sẽ quy định là áp dụng là bằng 10% một năm. Đó là quy định chung về cái lãi suất trong hợp đồng. Còn đối với hai cái trường hợp riêng thì nó như thế này. Từ trường hợp mà lãi suất ở trong hợp đồng vay mà không có ghi lãi suất và khi mà đến hạn không trả thì cái người mà cho vay người ta có quyền đòi cái mức lãi suất là bằng 50% cái mức lãi suất là như trên tôi trình bày, tức là bằng 10% một năm đối với cái khoản tiền mà anh chưa trả vượt qua cái thời hạn mà anh đã vay của người ta. Còn một trường hợp tiếp theo nữa là cái trường hợp mà lãi suất trong hợp đồng vay và có thỏa thuận với nhau về lãi nhưng mà đến hạn mà không trả thì sẽ được áp dụng như thế này. Đối với cái phần mà lãi suất mà các bên thỏa thuận thì vẫn áp dụng như hợp đồng như các bên đã thỏa thuận. Còn đối với cái phần lãi mà các bên đến hạn rồi nhưng không trả thì cái phần lãi này sẽ bị tính cái lãi suất là bằng 10% một năm. Đó. Thế còn cái phần gốc mà đến hạn rồi nhưng mà không trả thì cái phần gốc này sẽ được tính là lãi quá hạn và áp dụng bằng 150% cái mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đình Tân ạ. Vâng, thưa quý vị, với chủ đề những tranh chấp về hợp đồng vay tài sản thường gặp, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của khán thính giả nghe xem đài. Bây giờ là thời gian chương trình dành cho quý vị. Và Ngọc Diệu xin được chuyển đến hai vị luật sư câu hỏi của khán giả đầu tiên. Có địa chỉ email là tu1994a@gmail.com. Khán giả có hỏi như sau. Tôi cho người bạn vay 300 triệu đồng để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Mục đích này đã được thỏa thuận trên hợp đồng vay tiền có hai bên ký nhận rõ ràng. Nhưng sau đó người bạn này lại dùng một phần tiền để đánh bạc và đến hạn không trả tiền cho tôi. Tôi có quyền kiện người bạn này hay không và thủ tục ra sao? Xin được mời hai vị luật sư tư vấn cho khán giả. Vâng. Theo như bạn cho biết thì như vậy là hai bên đã xác lập với nhau một cái giao dịch dân sự là cho vay một cái khoản tiền là 300 triệu. Thế thì đương nhiên theo quy định pháp luật là bây giờ cái người bạn người ta vi phạm cái thỏa thuận. Đến hạn người ta không trả thì đương nhiên là bạn có quyền khởi kiện cái vụ việc đấy ra tòa án dân sự để nó buộc cái bên đó phải trả được tiền. Đấy, tuy nhiên ở đây ấy, thì bạn có đề cập đến một cái tình tiết, tức là cái người bạn này có sử dụng cái số tiền đó để mà đi đánh bạc. Đấy, thế thì cái tình tiết này nó có thể bị xem xét để mà truy cứu nhiệm hình sự về cái tội danh là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác theo quy định tại điều 175 của Bộ luật hình sự. Thế thì như vậy ở đây là cái hành vi người đó đã dùng số tiền đi đánh bạc thì tức là gì? Anh dùng cái số tiền đó vào cái hành vi bất hợp pháp mà dẫn tới khả năng không trả nợ được thì có thể bị xem xét truy cứu về cái tội danh này. Thế thì trước hết bạn có thể làm cái đơn tố giác
gửi tới cơ quan công an cảnh sát điều tra địa phương để mà đề nghị cơ quan điều tra xem xét về cái hành vi đó. Nếu như mà cơ quan điều tra sau khi xem xét mà có đủ các yếu tố để cấu thành cái tội phạm của cái tội danh này thì sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để mà điều tra, xét xử đối với lại cái người vay tiền đó. Đó. Và khi mà tòa án giải quyết một cái vụ án hình sự như vậy thì tòa án sẽ giải quyết luôn cái vấn đề trách nhiệm dân sự, tức là sẽ buộc cái người vay đó phải trả cho bạn cái số tiền đó. Thì tại sao chúng ta lại nên làm theo cái hướng của một vụ án hình sự? Bởi vì khi mà chúng ta tố giác một cái hành vi vi phạm pháp luật hình sự như vậy thì nó sẽ gây sức ép cho cái người đó nhiều hơn, và cái tiến trình xử lý một cái vụ án hình sự nó sẽ nhanh chóng hơn, và cái cơ quan điều tra là cái cơ quan có chức năng là điều tra và chứng minh tội phạm, thế nên là họ có đầy đủ các cái quyền và có cái năng lực để mà họ thực hiện cái việc đó, thì cái hiệu quả và cái khả năng thu hồi cái số tiền cho bạn nó sẽ thuận lợi hơn. Đấy, thế còn giả sử như trong trường hợp mà sau khi bạn gửi đơn mà cơ quan điều tra người ta xem xét đấy, rồi người ta kết luận rằng là cái hành vi đó nó không cấu thành cái tội danh hình sự đó, thì lúc đó họ sẽ hướng dẫn bạn khởi kiện cái vụ việc đó ra tòa án dân sự để mà đòi nợ. Thế thì lúc đó bạn chuẩn bị đơn khởi kiện, thế rồi kèm theo các cái chứng cứ cho cái yêu cầu khởi kiện của mình, tức là các cái giấy vay mượn tiền đó, và nộp tại cái tòa án nơi bị đơn cư trú. Thế và sau khi tòa án người ta thụ lý cái hồ sơ đó, thế rồi người ta triệu tập các bên lên làm việc, thế rồi căn cứ vào các cái hồ sơ chứng cứ của vụ án, căn cứ vào lời khai của các bên, thì tòa án sẽ xác định được nếu có cái khoản vay đó mà chưa trả thì tòa án sẽ buộc cái người vay đó phải trả cái số tiền gốc và lãi cho bạn theo quy định của pháp luật. Xin được cảm ơn luật sư Doanh đã giải đáp thắc mắc của khán giả có địa chỉ email là tú1994a@gmail.com. Và tiếp tục chương trình là câu hỏi của một khán giả thông qua địa chỉ email của chương trình gửi về. Ở khán giả này ở Tiền Giang có hỏi là hiện tại bạn tôi đang đứng vay hộ cho em trai một hợp đồng tín dụng và đứng tên trên hợp đồng vay trả góp mua một chiếc xe máy từ tháng 12 năm 2021. Nhưng từ lúc đó cho đến nay thì người em trai làm ăn không được và mất khả năng chi trả. Xin hỏi là trường hợp này, ai là người có trách nhiệm phải trả khoản nợ trên vì bạn tôi chỉ là người đứng tên vay hộ? Xin được mời hai vị luật sư tư vấn cho khán giả. Vâng, thì như vậy ở đây là khi mà đứng ra để xác lập cái hợp đồng vay mượn cái tài sản đó thì do chính là cái người bạn của bạn đã đứng ra vay giúp cho cái người em đó. Thế thì ở đây rõ ràng là chủ thể ở đây là cái người bạn của bạn. Thế thì về nguyên tắc, những ai mà đứng trên cái chủ thể của cái hợp đồng đó thì tất nhiên là sẽ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để mà tuân thủ thực hiện theo cái hợp đồng đó, tức là sẽ phải chịu trách nhiệm đối với lại cái việc thực hiện cái hợp đồng đó. Nhưng tuy nhiên đây thì bạn có đưa ra một cái vấn đề, tức là mặc dù là cái người bạn của bạn ấy là đứng ra là vay thôi, nhưng mà thực tế thì là anh ta lại là vay hộ thôi. Và anh ta không có sử dụng cái tài sản mà vay, mà do cái người em trai đấy mà là cái người sử dụng đấy, và bây giờ người em trai đó đã mất cái khả năng chi trả. Thế thì có hai cách để giải quyết cái vấn đề đấy. Thì một là mình có thể chủ động để mình khởi kiện ra tòa án để mà nhờ tòa án giải quyết cái tranh chấp đối với cái hợp đồng đó. Còn trường hợp thứ hai nữa là nếu như trường hợp mà người em nó không trả được thì cái bên cho vay thì chắc chắn người ta cũng sẽ khởi kiện cái người bạn của bạn ra tòa án để mà người ta yêu cầu cái việc là trả nợ theo cái hợp đồng đó. Thế thì khi mà đưa cái vụ việc ra tòa án giải quyết như vậy thì lúc đó bạn có quyền là đưa cái người em trai đó để tham gia vào cái vụ án đấy với vai trò là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đấy, và cái nghĩa vụ của bạn là bạn sẽ chứng minh được rằng là bạn chỉ là người sử dụng cái tên của mình thôi để ký cái hợp đồng hộ thôi. Đấy, còn cái tài sản vay đó thì cái người em trai của người bạn của bạn mới là người sử dụng. Thế và nếu như tại tòa án các bên đều thừa nhận cái việc đó và đều công nhận cái việc đó là đúng đấy, thì lúc đó sẽ có căn cứ để tòa án tuyên như vậy là cái người em trai đó phải có trách nhiệm để
thực hiện trả nợ cái khoản vay đó. Và chỉ sau khi mà cái bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà họ tuyên như vậy thì lúc đó là bạn mới hết cái trách nhiệm, hết trách nhiệm vay, và cái nghĩa vụ phải trả nợ sẽ là cái người em trai đó, cái nghĩa vụ. Dạ, cảm ơn luật sư. Với phần tư vấn của luật sư Doanh thì Ngọc Diệu hy vọng là vị khán giả ở Tiền Giang cũng như là bạn của khán giả Tiền Giang đã rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và tiếp tục chương trình là câu hỏi của một khán giả ở Bình Phước có tên là Trần Văn Hiệp. Khán giả có hỏi như sau: trước đây vợ chồng anh chị tôi có mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ, có vay mượn của một số người để lấy vốn làm ăn. Hầu hết là giấy vay nợ đều mỗi tên chị tôi ký. Sau một thời gian kinh doanh khó khăn thì người anh chị cho vay thì không trả được cho anh chị, mà người cho vay thì đòi nợ quá nhiều. Chị tôi đã bỏ đi và không liên lạc với gia đình. Nhưng trước khi đi thì chị có xin giấy tạm vắng tại địa phương. Giờ thì những người chủ nợ của anh chị đòi kiện ra pháp luật. Như vậy họ có kiện được hay là không? Dạ, xin được mời hai vị luật sư tư vấn cho khán giả Bình Phước ạ. Vâng, trường hợp của bạn khán giả ở Bình Phước thì tôi xin chia sẻ như thế này, đó là không nên trốn. Bởi vì vay mượn nó chỉ là cái giao dịch dân sự, nhưng khi mà chúng ta bỏ trốn thì lập tức nó sẽ chuyển thành cái vi phạm về hình sự và có thể bị tố cáo, bị truy tố về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đó, và lúc này thì sẽ bị cơ quan công an sẽ xử lý đó. Thì như vậy thì vô hình dung là từ một cái vụ việc dân sự mà chuyển thành hình sự và coi chừng sẽ phải bị đi tù, mà nợ thì vẫn phải trả. Mặc dù rằng là chúng ta có xin tạm vắng hay gì đó thì cái đó chỉ là lý do ban đầu thôi. Nhưng khi cơ quan pháp luật vào cuộc, người ta yêu cầu chúng ta đến làm việc mà chúng ta vẫn cố tình lẩn trốn, cố tình bỏ đi thì lúc này có thể sẽ bị khởi tố về cái tội này. Trước hết là tôi chia sẻ như vậy. Thứ hai, căn cứ theo cái điều 37 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định của vợ và chồng trong các cái giao dịch về dân sự. Ở trong này người ta có quy định là trong trường hợp nếu mà cái giao dịch ấy mà có vợ chồng thỏa thuận, ví dụ như cái việc kinh doanh ấy mà có vợ chồng thỏa thuận với nhau để cùng kinh doanh, thì đương nhiên là một người vợ hoặc một người chồng đi vay về để kinh doanh chung thì nghĩa vụ trả nợ vẫn là nghĩa vụ chung của cả hai vợ chồng, chứ không phải là cô vợ đi vay rồi thì chỉ có cô vợ chịu còn anh chồng không chịu, thì cái đó là không được. Trong trường hợp này thì bạn có nói là vợ chồng của người anh, người chị của bạn là mở quán kinh doanh cầm đồ, thì tôi được hiểu rằng đây là việc kinh doanh của hai vợ chồng, cho nên là chị vợ có đi vay thì về cũng là để kinh doanh chung. Thế cho nên là cái nghĩa vụ trả nợ ở đây là nghĩa vụ chung của cả vợ và chồng, chứ không phải là của mình chị vợ, mặc dù là chị vợ ký trên cái giấy vay đó. Thế thì khi mà xảy ra cái tình huống mà không có khả năng trả nợ thì các cái chủ nợ người ta có quyền người ta kiện vợ chồng nhà này ra tòa về mặt dân sự để người ta đòi số tiền đó theo các cái hợp đồng mà vợ chồng nhà anh chị này đã vay của người ta. Còn trường hợp nếu mà bỏ trốn thì như lấy tôi đã chia sẻ là có thể người ta sẽ tố cáo ra cơ quan công an và bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Như vậy ấy, là cái việc kiện hay là tố cáo thì nó tùy vào tình huống. Nhưng các cái chủ nợ hoàn toàn có thể kiện hoặc tố cáo anh chị của bạn đến cơ quan pháp luật để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Vâng, tôi chia sẻ như vậy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Tân đã tư vấn cho trường hợp của khán giả Bình Phước ạ. Và tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả tên Tuyền, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long. Chị họ của tôi cho một người hàng xóm mượn tiền để giải ngân với ngân hàng. Số tiền mượn là 300 triệu đồng. Người hàng xóm có căn nhà đã thế chấp vay tài sản 300 triệu đồng gần 4 năm nay. Hàng năm thì chị ấy vẫn đáo hạn và đóng lãi suất hàng tháng đầy đủ. Rồi chị ta mượn của chị họ tôi để đáo hạn nợ khoản vay. Sau khi được giải ngân thì người hàng xóm của chị đã bỏ đi cùng món tiền 300 triệu đồng. Trong trường hợp này, chị họ tôi có khởi kiện được không khi giấy mượn nợ được viết tay và không biết chị kia giờ ở đâu? Xin được mời hai vị luật sư tư vấn cho khán giả. Vâng. Như vậy, đây là một cái giao dịch vay mượn tài sản. Thì vấn đề thứ nhất là cái giấy viết tay thì cái giấy đó là có giá trị pháp lý và hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.
Bởi vì hiện nay là theo quy định pháp luật, đối với lại những cái giao dịch mà vay mượn tài sản thì các cái hợp đồng là không có bắt buộc là phải công chứng hoặc là chứng thực, tức là các bên có thể là viết với tay với nhau bằng văn bản, thể hiện văn bản có chữ ký của hai bên, thì như vậy đã là phù hợp về mặt hình thức rồi. Đấy. Và trường hợp thứ hai nữa là nếu như người đó người ta đến hạn người ta không trả thì tất nhiên là hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án để mình yêu cầu cơ quan tòa án giải quyết để buộc họ phải trả lại cái số tiền gốc vay cộng với lại tiền lãi. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây thì bạn có đề cập đến một cái chi tiết là cái người này người ta đã bỏ đi. Đấy. Thế thì khi người ta đã bỏ đi như vậy thì cũng có nghĩa được hiểu là mình có quyền nghi ngờ rằng đó là một cái hành vi bỏ trốn. Đấy. Thế và nếu như mình có quyền nghi ngờ như vậy thì trước khi mà mình có thể tiến hành cái vụ kiện dân sự thì mình cũng có thể là làm cái đơn tố giác để gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an để người ta xem xét xem cái người này có thực sự là họ bỏ trốn để nhằm mục đích chiếm đoạt cái tài sản hay không. Đấy, nếu như mà trường hợp mà người ta xác định được là cái người này người ta bỏ trốn để nhằm mục đích là chiếm đoạt cái tài sản đó thì cơ quan điều tra người ta cũng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra và xét xử. Thế thì như vậy là cái quá trình mà giải quyết cái vụ việc nó sẽ thuận lợi hơn so với việc là chúng ta tiến hành một cái vụ kiện dân sự. Đấy, và trong cái quá trình mà tòa án giải quyết cái vụ án hình sự đó thì tòa án cũng giải quyết cái trách nhiệm dân sự và buộc cái bên vay đó phải trả lại cho cái người cho vay cái số tiền gốc và lãi. Xin được cảm ơn luật sư Doanh. Chị Tuyền thân mến, với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Doanh thì Ngọc Diệu cũng hy vọng mà chị và gia đình cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình và chúc cho gia đình chị sớm giải quyết được vấn đề của mình ạ. Thưa luật sư Phạm Quốc Doanh, pháp luật có quy định như thế nào về tranh chấp trong hợp đồng vay tài sản mà có liên quan đến tài sản đảm bảo thưa luật sư? Vâng, thì như chúng ta biết ấy, là thông thường khi mà các bên mà thực hiện với nhau một cái hợp đồng vay tài sản ấy, thì có thể sẽ áp dụng cái hình thức là đảm bảo cho cái khoản vay đó đấy, bằng cái hình thức ví dụ như là thế chấp, bảo lãnh, cầm cố hay đặt cọc gì đó. Dạ. Thế thì Bộ luật dân sự tại cái điều 292 thì có quy định về các cái biện pháp để bảo đảm cho cái khoản vay. Đấy, ví dụ như là cái biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, thế rồi đặt cọc hay là ký cược. Thế rồi là luật dân sự, Bộ luật dân sự cũng quy định về cái phương thức xử lý đối với lại các cái tài sản đảm bảo như là bảo lãnh, thế chấp. Đấy, thế rồi là pháp luật cũng có một cái nghị định 102/2017 để quy định về những cái trường hợp mà đăng ký đối với lại những cái giao dịch đảm bảo. Khi mà các bên xảy ra các cái tranh chấp đối với đồng vay như vậy thì bên cạnh cái việc là giải quyết cái tranh chấp hợp đồng vay đó thì người ta cũng sẽ giải quyết luôn cái tranh chấp đối với lại cái hợp đồng đảm bảo đó. Đấy, ví dụ như là như chúng ta thấy thì đối với cái hợp đồng như bên ngân hàng chẳng hạn, thì thường khi mà có một cái hợp đồng vay mượn tài sản thì kèm theo đó thì cái người vay sẽ phải ký một cái hợp đồng như là bảo lãnh hoặc thế chấp bằng cái quyền sử dụng đất của mình cho ngân hàng để đảm bảo khoản vay đó. Và khi mà các cái bên vay mà không có khả năng trả nợ đó thì ngân hàng người ta sẽ khởi kiện cái vụ việc ra tòa, thế và xử lý luôn cái tài sản đảm bảo đó. Đấy. Và sau khi mà tòa án phán quyết về cái việc xử lý cái tài sản đảm bảo đó thì ngân hàng người ta cũng sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án để tiến hành cái việc là kê biên đối với lại cái tài sản đấy và bán đấu giá cái tài sản đấy để mà thu hồi cái số tiền đã cho vay. Yeah. Nếu như số tiền thừa thì người ta sẽ trả lại cho cái người vay. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư Tân, pháp luật có quy định như thế nào về hình thức của một hợp đồng vay tài sản ạ? Theo quy định tại điều 463 của luật dân sự 2015 được quy định là cái hợp đồng vay tài sản là cái thỏa thuận của các bên. Theo đó, để các bên thỏa thuận về việc giao tài sản, vay và trả hạn trả, rồi lãi suất, vân vân. Thế nhưng trong cái quy định này không có quy định cụ thể là cái hình thức hợp đồng là như thế nào. Nếu như vậy thì chúng ta được hiểu rằng là đối với cái hợp đồng vay tài sản, chúng ta có thể thỏa thuận bằng miệng cũng được, chúng ta viết giấy tay cũng được, chúng ta làm hợp đồng rất dài, rất bài bản rồi ra công chứng, chứng thực cũng được.
rồi chúng ta làm hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng cũng được. Thế đấy, thì nó có rất nhiều những cái hình thức thực hiện hợp đồng như vậy. Có hợp đồng thì thỏa thuận, không thỏa thuận về lãi suất, hoặc thỏa thuận về lãi suất không rõ ràng. Đó là những cái loại hợp đồng mà vay tài sản. Tôi xin chia sẻ như vậy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư Danh, như thế nào là một tranh chấp phát sinh do cái hình thức giả tạo của một cái hợp đồng mà vay tài sản mà chúng ta thường gọi là hợp đồng giả cách, thưa luật sư? Thì chúng ta hay gọi là cái hợp đồng giả cách. Thế còn trong cái bộ luật dân sự thì đưa ra cái khái niệm tức là hợp đồng giao dịch giả tạo. Dạ. Thế thì tại cái điều 124 của bộ luật dân sự 2015 thì có đưa ra hai cái trường hợp giao dịch giả tạo như thế này. Đấy, cái trường hợp thứ nhất tức là cái giao dịch giả tạo mà nhằm che đậy cho một cái giao dịch khác. Đấy, thì cũng được coi là gì giả tạo. Đấy, ví dụ như hai bên vay mượn tiền của nhau, ký giao dịch vay mượn tiền là có thật. Thế nhưng để đảm bảo cho cái giao dịch đó thì các bên lại ký một cái hợp đồng giả tạo là chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau. Đấy, tức là cái bên vay sẽ ký một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cái bên cho vay để làm tin như vậy. Thế thì cái mà giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đấy thì không phải là cái giao dịch thật, không phải là ý chí của hai bên, thì đấy là một giao dịch giả tạo. Thế trường hợp giả tạo thứ hai là cái trường hợp giao dịch mà nhằm để trốn tránh cái nghĩa vụ đối với lại cái bên thứ ba. Đấy, thì ví dụ như trường hợp là ví dụ như hai vợ chồng làm ăn mà phát sinh nợ nần, thế rồi sợ là sẽ bị khởi kiện, rồi bị đòi nợ, rồi bị xiết nhà. Thế thì hai vợ chồng sẽ thực hiện một giao dịch giả tạo là tặng cho hoặc là chuyển nhượng cái nhà đất mà mình đang có cho bố mẹ đẻ, cho người thân hay cho anh chị em. Đấy, nhằm mục đích là gì? Tẩu tán cái tài sản đấy để trốn tránh cái nghĩa vụ đối với người thứ ba. Thế thì những cái giao dịch đấy thì được gọi là những cái giao dịch giả tạo hay là giao dịch giả cách. Thế và nó sẽ phát sinh trong cái hợp đồng vay tài sản như thế nào? Đấy, ví dụ như trong trường hợp chúng ta thấy đấy, tức là đối với cái hợp đồng vay tiền nhưng mà lại có một cái hợp đồng giả tạo là cái hợp đồng chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất như vậy. Thế thì rõ ràng đây là cái hợp đồng chuyển nhượng là giả tạo, không có thật. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trên thực tế là rất nhiều trường hợp là sau khi mà đã hoàn thành cái thủ tục chuyển nhượng đó thì cái người cho vay ấy, người ta đi làm thủ tục, người ta sang tên cái nhà đất đấy, đứng tên người ta. Thế và thậm chí người ta không trả lại cho cái người đã chuyển nhượng cho người ta như cam kết ban đầu nữa. Thế thì lúc đấy là cái nguy cơ là cái người đi vay tiền đó sẽ bị mất nhà, mất đất. Thế và lúc đó thì họ sẽ khởi kiện cái vụ việc ra tòa để mà yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp. Thế thì ở đây trong cái vụ việc như vậy thì người ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề để xác định là cái hợp đồng vay đấy là có thật hay không, và tòa án sẽ công nhận cái hợp đồng vay đấy là có thật. Thế còn cái hợp đồng chuyển nhượng đấy nó có thật hay không hay nó là hợp đồng giả tạo, thế thì nếu như xác định nó là hợp đồng giả tạo thì tòa án sẽ tuyên bố cái giao dịch đấy là vô hiệu và chỉ công nhận cái hợp đồng vay thôi, và cái nhà đất đấy sẽ được trả lại cho cái người đã vay tiền. Thế còn cái người vay thì phải có nghĩa vụ trả gốc và lãi cho cái người cho vay. Dạ, xin được cảm ơn luật sư ạ. Xin thưa quý vị, bây giờ tiếp tục là thời gian mà chương trình dành để hai vị luật sư tham gia chương trình ngày hôm nay tư vấn giải đáp các thắc mắc của quý vị. Và câu hỏi tiếp theo của khán giả Ngang Nguyễn ngụ tại tỉnh Đồng Nai, khán giả có hỏi như sau: trong trường hợp chủ hụi huy động vốn bằng cách chơi hụi thì có phải là hợp đồng vay tài sản hay không? Cần có cơ sở gì để đảm bảo tính pháp lý cho các bên? Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng, trường hợp của bạn Ngang Nguyễn ở trên mai thì tôi xin chia sẻ như thế này. Dạ. Trước hết là bạn hỏi về cái việc là chủ hụi huy động tiền bằng chơi hụi thì có phải là hợp đồng vay tài sản không? Vâng, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, như lúc trước tôi cũng vừa mới chia sẻ về cái hình thức của cái hợp đồng vay tài sản, thì bản chất của nó đối với cái việc chơi hụi nó cũng là một cái hợp đồng vay tài sản, nhưng đây là một cái dạng mà vay tài sản đặc biệt. Chính vì nó cũng là một dạng vay tài sản nhưng đặc biệt cho nên trong Bộ luật dân sự đã có quy định riêng một điều cho cái việc là chơi hụi, chơi họ, điêu phường
cụ thể được quy định tại điều 471 của Bộ luật Dân sự 2015. Quy định là cái hình thức giao dịch chơi hụi họ như trên ấy, gọi chung là chơi hụi, thì nó là một cái tập quán của người dân, và trong cái việc mà người ta huy động tiền của người này cho người khác để tạo cái vốn để làm ăn trong dân. Và vì nó có một cái tính đặc biệt như vậy, cho nên ngoài cái quy định tại cái điều 471 của Bộ luật Dân sự nói trên, thì chính phủ đã có quy định thêm một cái nghị định. Nghị định đó là nghị định 19 năm 2019, quy định về cái nguyên tắc, các cái cách thức hoạt động của chơi hụi họ biêu phường, để tránh cái việc mà biến tướng của cái hụi họ này trở thành cái hình thức là cho vay nặng lãi rồi huy động vốn trái phép, rồi dẫn đến một thời gian nữa là bể hụi. Người ta quy định rằng cái việc chơi hụi là phải lập sổ sách, và phải được đăng ký, và các bên đều được công khai các cái thông tin liên quan đến các cái người tham gia chơi hụi chơi họ như thế này, và cái mức lãi suất cũng không được vượt quá quy định của nhà nước. Câu hỏi thứ hai mà bạn có hỏi đó là cần có cái cơ sở gì để đảm bảo tính pháp lý cho các bên khi tham gia chơi hụi, thì việc đầu tiên là chúng ta phải thực hiện theo đúng cái quy định của pháp luật. Cụ thể ở đây là thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 19 năm 2019, quy định về các cái nguyên tắc tổ chức hoạt động của hụi họ biêu phường. Thế thì nếu mà chúng ta, nhà nước đã có quy định cụ thể như thế này rồi, mà chúng ta cứ thực hiện đúng quy định này, thì sẽ hạn chế được rất nhiều cái rủi ro do cái việc chơi hụi. Ngoài cái việc thực hiện theo cái nghị định này ra, thì tôi cũng xin chia sẻ thêm một số những cái kinh nghiệm trong quá trình xử lý công việc. Thì tôi thấy như thế này, các bên tham gia chơi thì cần phải yêu cầu từ chủ hụi đến những người tham gia hụi phải công khai. Cái việc mà chúng ta công khai đây là chúng ta kiểm soát lẫn nhau. Còn vì các cái chủ hụi cũng như các cái hụi viên chơi với nhau mà không công khai, không biết, rồi là cho nhau giật hụi rồi lấy hụi, nó không đúng cái nguyên tắc, thì dẫn đến là cái việc bẻ hụi là vậy. Vì vậy, thứ hai là đặc biệt là vấn đề lãi suất. Nếu mà vấn đề lãi suất mà nó vượt quá quy định, mà có nguy cơ chuyển biến, biến nó thành cái biến tướng thành cho vay nặng lãi, thì đó chính là cái mầm mống để dẫn đến cái việc bể hụi. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng ta đã chơi với những cái dây hụi hay với những cái chủ hụi, với các cái hụi viên nào đều là những người mà phải có nhân thân hay có cái uy tín rõ ràng mà chúng ta biết, thì chúng ta mới tham gia. Chứ còn với những người lạ ở nơi khác đến, hoặc những người mà dùng các cái mánh khóe để mà huy động vốn với lãi suất cao, thì chúng ta liền tránh xa. Còn nếu không, chúng ta sẽ rất dễ bị vào cái dòng vòng xoáy bể hụi. Vâng, tôi chia sẻ như vậy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đình Tân đã tư vấn cho khán giả Ngang Nguyễn, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng có những cái lưu ý đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả Tên Nguyên, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Theo quy định của pháp luật thì trường hợp dây có lãi mà khi đến hạn bên dây không trả hoặc trả không đầy đủ, thì ngoài nợ gốc, bên dây phải trả những loại lãi gì? Các bên có thỏa thuận về lãi phạt hay là không? Dạ, xin được mời các vị luật sư tư vấn cho khán giả. Vâng. Thì đối với vấn đề này, tôi xin trả lời như sau. Thì theo quy định tại điều 466 Bộ luật Dân sự 2015, thì khi mà các bên trong cái trường hợp của bạn như vậy mà không trả đúng hạn ấy, thì ngoài cái việc trả lại tiền gốc thì sẽ phải trả lãi đối với lại ba cái khoản lãi như sau. Đấy, cái lãi thứ nhất là cái lãi suất mà vay trong hạn, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau về một cái thời hạn vay, và bây giờ chưa trả cái lãi suất trong hạn đó thì sẽ phải trả cái lãi suất trong cái thời hạn vay đó. Và cái mức lãi suất là hai bên được quyền thỏa thuận với nhau, nhưng mà không được quá 20% trên một năm. Đấy, và cái khoản lãi thứ hai mà phải trả, tức là lãi suất quá hạn, tức là hai bên thỏa thuận với nhau một cái thời hạn vay nhưng quá cái thời hạn vay đó cũng không trả được, thì tức là nó quá hạn. Và cái lãi cho cái thời gian quá hạn này thì nó được tính bằng 150% của cái lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Đấy, và cái lãi thứ ba nữa là cái lãi của cái lãi mà đã chưa trả. Đấy, tức là khi chúng ta biết trong cái thỏa thuận vay thì
nhiều khi là hàng tháng anh đã phải trả lãi rồi, nhưng mà chính cái lãi đấy anh cũng chưa trả cái lãi đấy luôn đấy, thế thì cái lãi đó nó cũng sẽ được tính lãi cho cái lãi đó, và cái lãi đó nó sẽ bằng 50% của cái lãi mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, tức là hai bên thỏa thuận với nhau một cái mức lãi là 1% trên một tháng. Thế thì bây giờ cái lãi của cái lãi mà anh chưa trả đó thì nó sẽ là 0,5% trên một tháng đấy, thì tức là ba cái khoản lãi đấy ngoài cái gốc thì anh vẫn phải trả. Dạ. Thế còn vấn đề thứ hai bạn đặt ra vấn đề ở đây là có được thỏa thuận với nhau về vấn đề phạt lãi hay không. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ thường có cái khái niệm hay nhầm lẫn giữa phạt lãi và cái phạt hợp đồng. Chúng ta cần phân biệt rõ hai trường hợp này. Phạt lãi nó khác với lại cái phạt hợp đồng. Thế thì nếu như bạn đặt vấn đề ở đây là có quyền thỏa thuận cái phần phạt lãi hay không, thì cái trường hợp này được hiểu là các bên có quyền thỏa thuận với nhau về cái việc là đối với lại phạt cái lãi quá hạn hay không, thì đương nhiên là hai bên hoàn toàn có quyền được thỏa thuận với nhau về cái việc đấy, miễn là nó không vượt quá 105% với cái mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Đó. Thế còn cái phạt hợp đồng thì nó lại là một cái chế định riêng và chế định khác nữa. Thế nếu như mà các cái giao dịch vay mượn tài sản giữa hai bên là tổ chức cá nhân và nó không phải là một cái tổ chức tín dụng thì nó là một cái giao dịch dân sự, và nó là giao dịch dân sự thì hai bên có quyền thỏa thuận với nhau về việc phạt hợp đồng. Tức là ngoài ba cái khoản lãi các bên phải chịu thì các bên có quyền thỏa thuận với nhau về việc phạt, tức là nếu như anh vi phạm một cái hợp nghĩa vụ nào đó trong hợp đồng thì anh sẽ bị chịu một cái mức phạt, ví dụ như là có thể quy định rõ là mức phạt, ví dụ 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu hoặc là bao nhiêu tiền đó thì do hai bên thỏa thuận với nhau. Dạ. Đó, thì đấy là cái trường hợp của bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và bây giờ là câu hỏi của một khán giả ngụ ở thị trấn Long Hải. Khán giả có hỏi như sau: tôi chơi đến 3 chân hụi và mới hốt được một chân, còn 2 chân hụi có giá trị lên đến 180 triệu đồng. Tôi chưa hốt nhưng chủ hụi đã trốn đi và giật hụi với số tiền lên đến 2 tỷ đồng của nhiều người, trong đó có tôi. Bây giờ thì chỉ còn căn nhà của chủ hụi để lại, thì chúng tôi có thể nhờ tòa án kê biên nhà của chủ hụi được hay là không? Như lúc trước tôi đã nói đấy, là đối với cái việc mà chơi hụi thì nó cũng là một cái dạng mà cho vay tài sản được bộ luật dân sự quy định rõ. Thế nhưng mà trong trường hợp mà chủ hụi giật hụi lên đến 2 tỷ rồi bỏ trốn thì như vậy chủ hụi đã có khả năng là vi phạm vào cái tội là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp này nếu mà bạn đã xác định rõ là chủ hụi cố tình bỏ trốn, giật hụi bỏ trốn thì bạn không phải kiện ra tòa mà bạn sẽ tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an mới xử lý về các cái hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể ở đây là tố cáo chủ hụi về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và trong trường hợp cơ quan công an tiếp nhận thụ lý cái đơn tố cáo của bạn thì cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra. Và trong trường hợp nếu như chủ hụi chỉ còn có một căn nhà để đảm bảo cho các cái khoản nợ thì lúc này thì công an sẽ tiến hành kê biên đối với căn nhà này. Và trong trường hợp đó nếu như thấy cơ quan công an thực hiện việc thụ lý vụ việc thì bạn có thể yêu cầu cơ quan công an kê biên đối với căn nhà này để đảm bảo thi hành án sau này. Đấy là trường hợp mà chủ hụi bỏ trốn. Nhưng cũng có thể là người ta bỏ trốn một thời gian thôi, nhưng mà khi bạn nộp đơn lên thì người ta lại về. Thế thì trường hợp này thì lúc này công an người ta sẽ không thụ lý cái người này về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nữa. Bởi vì lúc này là chủ hụi đã về. Và như thế là lúc này bạn sẽ chuyển sang là bạn khởi kiện chủ hụi này ra tòa án để đòi số tiền theo các cái hợp đồng vay, hợp đồng chơi hụi như bạn đã liệt kê ở trên. Trong trường hợp mà bạn kiện ra tòa án mà đối với trường hợp chủ hụi chỉ còn có căn nhà duy nhất để đảm bảo việc thi hành án sau này thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Biện pháp khẩn cấp tạm thời ở đây nó có nhiều hình thức, nhưng trong đó là có một cái hình thức là kê biên tài sản của chủ hụi, cụ thể là kê biên cái căn nhà của chủ hụi để đảm bảo cho cái việc thi hành án sau này. Thế thì khi bạn yêu cầu như vậy và có căn cứ thì tòa án sẽ quyết định
áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để kê biên căn nhà. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Tân. Và khán giả tên Kim, cụ tại huyện Châu Đức có chuyển thắc mắc của mình đến chương trình như sau. Tôi cho người bạn vay 30 triệu đồng nhưng giấy mượn nợ chỉ ghi là họ tên, người cho vay, người làm chứng, thời hạn cho vay và thời hạn trả tiền. Có ký nhận của hai bên và người làm chứng. Vậy giấy nợ của chúng tôi đã lập có giá trị về mặt pháp lý hay là không? Dạ, xin được mời hai vị luật sư tư vấn cho khán giả. Vâng, thì như những cái câu hỏi trước ta đã đề cập và đã nói đấy, thì đối với lại những cái giao dịch mà vay mượn tài sản như vậy thì pháp luật không có bắt buộc là các cái hợp đồng giao dịch là phải công chứng hoặc là chứng thực. Thì như vậy trường hợp này là các bên có viết cái giấy vay mượn với nhau và có các cái thông tin bên vay, bên cho vay, thế rồi về thông tin về số tiền, thì như vậy là hoàn toàn cũng đã là phù hợp và có căn cứ để mà xác định đó là một cái giao dịch vay tài sản. Thế thì trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền để sử dụng cái giấy tờ vay đó để mà khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết cái tranh chấp khi mà bạn thấy cần thiết. Xin được cảm ơn luật sư. Khán giả Nguyễn Chí Hùng, ngụ tại tỉnh Bình Dương có hỏi là chú của tôi cho một người bạn mượn xe ô tô để đi cầm vì chú không có nhu cầu sử dụng, và hàng tháng bạn của chú vẫn trả tiền lãi xe cho chú với dạng là thuê xe dài hạn. Nhưng được một thời gian thì người bạn của chú trốn khỏi nơi cư trú. Giờ bên cầm xe bắt chú tôi phải chuộc và đóng lãi, nếu không sẽ mất xe. Chiếc xe của người bạn chú cầm là 200 triệu đồng. Trong trường hợp này chúng tôi phải làm thế nào để khởi kiện người bạn của chú? Câu hỏi này thì cũng cần giống như cái câu hỏi trường hợp mà lấy luật sư Danh đã chia sẻ ở trên, đúng không? Yeah. Ừ, cái trường hợp đó cũng gần giống như vậy. Thế thì rõ ràng cái việc mà người chú của bạn mà cho một cái người bạn nào đó mượn xe để đi cầm đồ thì xe thì vẫn đứng tên của người chú của bạn. Yeah. Thì rõ ràng là cái hồ sơ cầm đồ đó, cái hợp đồng cầm đồ rõ ràng là người chú của bạn phải ký. Chứ không không thể cái người bạn kia không thể ký được. Thế thì khi mà người chú của bạn mà đã ký vào cái hợp đồng cầm đồ như vậy thì vô hình dung là cái chủ thể của cái hợp đồng đó là người chú của bạn. Thế còn cái giao dịch của người chú của bạn với lại cái người bạn mà thuê xe đấy thì cái đó là một cái giao dịch riêng. Thế thì trong trường hợp mà không thanh toán được nợ theo cái hợp đồng cầm ở trên đấy thì đương nhiên cái chủ tiệm cầm đồ đó người ta sẽ quay ra người ta kiện người chú của bạn để người ta đòi cái số tiền này, đòi số tiền này, hoặc là người ta siết cái xe này nếu như các bên có thỏa thuận giao xe để trừ nợ, người ta có quyền làm cái việc ấy. Và trong trường hợp như vậy thì đối với trường hợp của chú của bạn, nếu như chú của bạn có căn cứ về cái việc mà giữa chú của bạn với cái người bạn ấy, có cái giao dịch về cái việc là cho mượn xe rồi cho mượn tiền rồi thanh toán này kia, thì lúc đó chú của bạn có thể khởi kiện cái người bạn này ra tòa. Hoặc là trong trường hợp mà cái người chủ tiệm cầm đồ người ta kiện thì mình cũng có quyền làm đơn để khởi kiện cái người bạn này ghép vào đó để tòa án cùng giải quyết trong một vụ kiện. Và trong trường hợp có đủ bằng chứng để chứng minh cái người bạn này mới là cái người sử dụng cái đồng tiền đó thì tòa án sẽ buộc là cái người bạn này sẽ phải trả cái số tiền đó theo thực hiện theo các cái hợp đồng như vậy. Xin được cảm ơn luật sư. Và bây giờ là câu hỏi của khán giả có địa chỉ email là phi0889a@gmail.com. Tôi vay tiền với lãi suất là 10% một tháng. Hiện nay số tiền tôi nợ lên đến 300 triệu đồng gồm cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Do không còn khả năng chi trả nên tôi đã chủ động xin chủ nợ cho trả tiền gốc, nhưng chủ nợ không đồng ý và còn đe dọa tôi. Sau đó họ nói là sẽ khởi kiện tôi ra tòa. Cho tôi hỏi là họ có kiện tôi được hay không khi họ cũng cho vay nặng lãi. Xin được mời các vị luật sư tư vấn cho khán giả. Thế thì như chúng ta biết là theo quy định của Bộ luật dân sự hiện nay thì cái mức lãi suất giao dịch dân sự mà hai bên được quyền thỏa thuận với nhau nhưng không được vượt quá 20%. Đó, và quá 20% thì nó sẽ bị vô hiệu, đó là về mặt dân sự. Thế còn trong Bộ luật hình sự 2015 thì quy định về cái tội danh là cho vay nặng lãi thì có quy định rằng nếu như trường hợp mà chúng ta cho vay mà với mức lãi suất là gấp 5 lần cái mức lãi suất pháp luật cho phép và hưởng lợi bất hợp pháp 30 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xem xét là truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội danh này. Thế thì quá gấp 5 lần tức là gì? Tức là 100%, gấp 100% thì tức là anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế thì như vậy đây cái mức lãi suất là 10% trên một tháng.
thì tức là nó tương đương với lại 120% trên một năm. Yeah. Tức là nó đã vượt quá và đủ cái điều kiện. Nếu như mà có chiếm hưởng lợi cái số tiền mà trên 30 triệu đồng từ cái hoạt động cho vay nữa, yeah, thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội danh này. Yeah. Thì trong trường hợp này bạn đã năn nỉ, bạn đã thương lượng với cái người cho vay để mà mình trả gốc và trả cái tiền lãi theo quy định của pháp luật, nhưng mà tuy nhiên họ không đồng ý. Yeah. Và họ còn đe dọa họ sẽ khởi kiện như vậy, thì những trường hợp này theo chúng tôi thì bạn có thể là chủ động để mà tố giác cái hành vi cho vay nặng lãi đó tới cơ quan cảnh sát điều tra để mà xem xét khởi tố vụ án, khởi tố vụ can để mà giải quyết cái trường hợp này. Yeah. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng ta vừa là công dân, chúng ta có trách nhiệm đấy, chúng ta đưa các cái vụ việc đấy ra trước pháp luật để mà ngăn ngừa các cái hoạt động cho vay nặng lãi. Yeah. Nó đang tồn tại trong xã hội. Và thứ hai nữa là khi tòa án giải quyết những cái vụ án như vậy thì tòa án sẽ chỉ công nhận cái mức lãi suất mà phù hợp với quy định pháp luật thôi, tức là nó chỉ không được quá 20% trên một năm thôi. Thế thì như vậy nó sẽ bảo vệ được cái quyền lợi của bạn tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia chương trình. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng nghe các vị luật sư lưu ý lại pháp lý cần thiết khi chay tài sản để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng thời tránh phát sinh những tranh chấp về sau. Trước tiên thì xin được mời luật sư Nguyễn Đình Tân ạ. Để tránh cái việc mà chúng ta xảy ra tranh chấp cũng như là chuyển từ cái việc mà cho vay tài sản lại thành một cái vụ hình sự chẳng hạn thế, thì không nên, thì chúng ta nên thỏa thuận cho nó một cách rõ ràng. Yeah. Mặc dù pháp luật không quy định về mặt hình thức cái hợp đồng cho vay tài sản, nhưng tôi khuyên các bạn là lên làm hợp đồng cho nó đàng hoàng. Và chúng ta có thể lên mạng chúng ta đào xuống rất nhiều những cái mẫu hợp đồng khác nhau. Yeah. Phù hợp với chúng ta chỉ sửa điền một chút thôi là chúng ta có một cái hợp đồng vay tài sản tương đối đầy đủ. Vấn đề thứ hai là trong trường hợp nếu như xảy ra cái khả năng mà chúng ta không trả được nợ thì đây nó cũng chỉ là một cái giao dịch dân sự. Và các bên hoàn toàn có thể thương lượng hoặc cùng lắm là kiện ra tòa để giải quyết. Nhưng tránh trường hợp mà thứ nhất là cái bên đi thì cũng nóng ruột quá, lại sử dụng những cái biện pháp mà không đúng pháp luật thì coi chừng cũng vi phạm pháp luật hình sự về cái tội ví dụ bắt giữ người trái phép này, rồi tra tấn người này, hành hung này kia thì cũng là vi phạm. Ngược lại cái bên mà vay tiền của người ta, yeah, vay tài sản của người ta, khi thấy người ta đòi sợ quá rồi bỏ trốn, thì cái việc bỏ trốn đó cũng vô tình sẽ phạm vào cái tội là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Yeah. Thì coi chừng cũng bị khởi tố về tội hình sự. Cho nên đây là giao dịch dân sự, dù đúng dù sai thì chúng ta nên đối diện với nó và chúng ta nên giải quyết nó bằng thương lượng hoặc là cùng lắm kiện nhau ra tòa thì mọi chuyện nó sẽ ổn hơn. Vâng, tôi chia sẻ như vậy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Tân. Không biết là luật sư Doanh thì có lưu ý gì đến với quý khán thính giả ạ? Thì chúng tôi sẽ có một số lưu ý đối với lại chúng ta khi mà thực hiện cái giao dịch này. Thì thứ nhất là về các cái chứng cứ, dạ, để mà chúng ta phải lưu giữ, chúng ta phải tạo những cái chứng cứ thì chúng ta phải lưu giữ rất là cẩn thận. Ví dụ như là vay mượn thì có hợp đồng rõ ràng. Đấy, thế rồi chúng ta phải lưu giữ cái chứng cứ đó cẩn thận. Rất nhiều trường hợp là ví dụ như là do chủ quan không lập giấy tờ cho vay, thế rồi là không giữ cẩn thận cũng mất, thì cuối cùng là nó không có cái căn cứ để khởi kiện đó. Chúng ta phải lưu giữ cái đó. Thế rồi cái trường hợp rất là phổ biến và cũng lưu ý hiện nay nữa là chúng ta không nên tham gia những cái giao dịch giả cách trong cái hợp đồng vay mượn tài sản. Đấy, ví dụ chúng ta vay tiền thì nó là vay tiền. Đấy, còn nếu như chúng ta muốn thế chấp, chúng ta muốn đảm bảo cho cái giao dịch đó thì chúng ta thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Chúng ta đăng ký cái giao dịch bảo đảm, chúng ta thực hiện cái thủ tục thế chấp theo quy định pháp luật đó, và chúng ta tiến hành theo các cái quy định đó. Yeah. Chứ chúng ta không nên thực hiện cái giao dịch giả cách, những cái hợp đồng nó mặc dù là giả tạo nhưng mà sau này khi chúng ta mà tranh chấp khởi kiện để mà đòi lại quyền lợi cho mình thì nó rất là gian truân đấy. Yeah. Thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề như vậy. Dạ, xin được cảm ơn cả hai vị luật sư đã có những lưu ý dành cho quý khán thính giả của chương trình Pháp luật Cuộc Sống ngày hôm nay ạ.
Giang hy vọng qua phần tư vấn của cả hai vị khách mời thì quý vị hiểu rõ hơn những quy định pháp lý cần thiết về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến hợp đồng vay tài sản để tránh những tranh chấp xảy ra, đồng thời đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đình Tân, giám đốc công ty luật Cộng Hòa, và luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt ạ.